Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay anh em mình sẽ tiếp tục đi bắt mồi chuột đầu tiên đi các bạn ơi. Đây, hôm nay anh em mình quay cây mía có này nhé. Đây này, cánh đồng thì người ta mới gặt xong. Các bạn cùng theo dõi anh em mình bắt cây mía chuột này xem con đường không nhé. Đây, mía cũng hơi rộng mà hôm nay có 25 thôi. Mọi người cùng theo dõi hai anh em mình bắt nhé. Nếu thấy video của mình hay cho mình một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Anh em nhé. Đây là hai anh em mình đang chuẩn bị quay lưới các bạn nhé. Cây quay lưới xong thì hai anh em mình sẽ dẫn từ kia dồn về đây. Dồn vào một cái góc này mọi người nhé. Về cái chỗ hai anh em mình quay lưới này. Hôm nay được cái trời tiết mát mọi người. Anh đang đè lưới mọi người. Đè lưới để không cho chuột nó ra. Mọi người đấy, chưa chi đã được một con to vật vã kinh to như con mèo. Mày em bó nhiều cái thằng này cho nhé. Một con ấy vừa cứ thế thôi, đất tí nữa ấy thấy xong. Cái này phải quay đây thì quay kia được. Đầu này chắc chỉ chuột cống chạy lên kinh to này cá to nằm lại thế. Anh cứ giận đi, em giận đi. Nhưng mọi người hôm nay được cái mắt rồi. Cái mé này cũng hơi rộng rồi, hai người nó cũng rộng. Ba người rái ra thì đẹp. Rộng quá mọi người. Gì cũng phải quản. Như bây giờ hai anh em mình bây giờ mới cắt xong, dẫn như gần xong rồi mọi người. Dẫn như mía này phải mất 2 tiếng mọi người. Đây, đây, cuối nhau. Thế anh từ dẫn cua chứ dẫn rất là vẻ hàng này. Đúng rồi đi. Vẫn thấy nó cắn nhau rồi. Nó chỉ chỗ này chú chuối rộng. Anh cứ đi về kia cho nó được nữa. Đây 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 đ
Này 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 anh. Đây. Cống nha. Cứ cầm 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 cái đuôi. Đây là đầu nó đi. Lần 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 theo đuôi. Được chưa? Để em quánh. Đây này. Rồi. Cống. Cống cống. Lần lần nó cắn. Đụng vào cái cắn hơi thâm đấy. Lấy cái miệng gõ. Anh cứ về thằng chứ, em xông thằng này. Đấy, chủ yếu ở góc kia, góc núi anh. Cắt nút rồi đằng góc núi. Để cho nó dồn về đây. Chứ mọi năm như mía này mình quay nó phải rơi vào tầm chục cân hơn chục cân. Nhưng mà năm nay ít. Năm nay nó không quá nhiều. Đây, đây còn nữa. Anh cắt đấy cắn nhau hay anh từ ra cầm em máy để em cắt em bắt đây cầm em máy này ngoài vồ lan xá ai còn tới tỏi mọi người cửa to cửa đầu mùa ấy. Đấy còn khá to. Anh cứ để ý thôi, nắm con phát cái vồ nó muốn lại chứ. Đấy, vẫn còn cắn nhau. Thế anh từ ra ấy, để em ấy cho, em bắt đi. Bé. Vào, chạy vào. Kêu đâu nhỉ? Đây. Ừ. Nó chuối lên. Anh thích sông nó. Hôm nay tao mình vừa quả đây. Đây
nhầm. Cốc thì nhiều cốc thì toàn là ít chuột đàn rồi. Nó chim nhá bên kia là chuột đàn. Cốc với đàn nó phân biệt. Được. Vẫn còn chưa? Em thấy hai chuột đàn nó to lắm. Đây lấy cái ấy này, anh rất cái khẩu trang cho này. Cái này lấy cái này về luôn. Giật cả 2 giây. Anh giật cả 2 giây. Nếu mà không. Mình chỗ này phải 2-3 cân. 2 cân. Gần 2 cân. 2 cân thể nhé. 3 cân cống thì đã rơi được 1 cân rưỡi. Được chưa? Không vẫn còn đấy. Sao xong giờ nó tụt. Hai cái đàn đấy mình, còn nhiều còn phát triển nhiều lắm anh em, ở đây đây. anh ấy cuốn cắn rồi. Đã bị cắn rồi. Căng câu gì không hả? Cắn rồi đúng móng rồi. Đây anh sao em của mấy con cơ. Đây này nó cứ đầy một phần toàn. Mạnh vậy. Mạnh vậy. Mạnh vậy. Toàn chưa? Cắn ngay bọn này. Ui, hai con thua. Bắt được hết không? Cái con nít con. Nó mạnh rồi. Đó. Vô đi mạnh nữa. Toàn có tua. Bị cắn phát này anh này, bị cắn phát. Thấy bao nhiêu máu. Có còn con nữa. Còn. Còn con nữa. Còn con nữa. Mọi người. Ôi chuột, đúng chứ. Loại đấy không đập được. Chỉ muốn phải cống đập được. Vẫn còn, chắc là vẫn còn. Yeah. Ừ.
mọi người, một mé của anh em mình nhá. Toàn con to. Đấy, một mé của anh em mình nhá. 4 con cống. Một mé này cũng phải gần 4-5 cân. Độc 4 con cống thì nó rơi vào tầm hơn cân rồi. À đâu, nó rơi vào gần 2 cân ấy. 4 con cống thì rơi vào phải gần 2 cân. Đấy. Video của mình kết thúc tại đây đi nhé mọi người nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào tất cả mọi người.